Vâng, xin chào anh chị nha. Hôm nay bấm biển xong hết giấy tờ rồi thì cũng là ngày lành tháng tốt, ngày con trâu, mới cúng xe xong là xuất hành luôn. Thì hôm nay em đi mua con Kia Carens và Forte thì không biết có được việc không. Thì anh chị nào có nhu cầu bán xe hoặc là lên đời đổi xe, tư vấn xe thì cứ liên hệ giùm em 0985 347, biển số của em nè 00832, số rất là đẹp anh chị, dịch ra là phát tài mãi. 8 là phát, 3 là tài, 2 là mãi. Vô nhà đi, vô nhà đi. Xe có đèn còi ưu tiên, có lo nữa để em chọc mấy anh salon gần bên cho vui nha. Đây, cửa hàng ô tô, cửa hàng Honda Toàn Trung 3 ở ngay Nguyễn Tất Thành nha, vùng Hồng Anh Gia Lai nha. Có rất là nhiều chương trình giảm giá, khuyến mãi đặc biệt nha. Anh chị nào mua xe máy thì cũng ủng hộ em, cũng có chương trình giao xe chăm sóc khách hàng gọi là tối đa và chu đáo. Đến với Toàn Trung là anh chị được phục vụ tất cả mọi nhu cầu. Đây, tới nhà khách hàng rồi. Anh khách đây thì em theo cũng gần 2 tháng rồi anh chị ạ. Cái xe này anh đi có 70.000 cây nên anh tiếc lắm. Và Carens của anh là Carens S nha anh chị, rất đặc biệt, 23 đăng ký 14 số sàn, nhưng mà Carens S nó khác với XX nha anh chị. Cái bản gọi limited là bản đặc biệt á, nó khác mâm, khác đuôi, khác nội thất luôn nha anh chị. Đó, xe rất là đẹp, một chủ anh mua từ mới, em làm giá ảnh gần 2 tháng nay rồi, anh tham khảo hết tất cả mọi nơi rồi thì anh thấy giá cả bên Toàn Trung là phù hợp nhất, tốt nhất cho người tiêu dùng nên là ảnh ưu tiên bán cho em. Đây, xe có đèn led ảnh sau, cái đèn led ảnh xưa anh mua cao hơn rất là nhiều nha, nay anh đổi xe mới. Nhà anh làm đám cưới nhưng mà ít đi lắm, mà cất trong hầm không à. Đây, em thì đang vận hành cái bàn nâng. Em thì mê khám phá, mê xe lắm, từ ô tô tải, xe mới rồi. Nói chung liên quan đến xe là em tìm tòi, em mê lắm. Đó, đây là em cũng đang thực hiện cho các bạn xem. Để bỏ cái xe Carens này lên. Khách hàng ok hết rồi anh chị nha. Vô thì xe này em đã làm việc từ trước nên là sau này anh bán lại thì cũng thuận tiện nha anh chị, em cũng hỗ trợ anh tối đa là chuyển khoản full cho anh. Đối với tới với Toàn Trung á, hôm nay tuy là chủ nhật nhưng mà em cũng không có khó khăn hay là bất cứ một cái vấn đề gì hết, mua chính chủ là em rất là yên tâm. Em chuyển khoản full cho anh và riêng với Toàn Trung là cái gì giúp được cho khách hàng là mình giúp tối đa nha. Phương châm của em vậy, làm việc là thoải mái, vui vẻ và hết mình vì khách hàng thì khách hàng cũng sẽ vì mình trong tương lai gần hơn. Và bác cũng bác trai cũng đang bệnh nên là em cũng kêu phòng công chứng ngày mai tới nhà ký luôn đó, hỗ trợ tối đa, tận tình và tận tâm nha. Anh chị nào có xe bán thì cứ giúp giùm em một lần nữa là liên hệ tới 0985 347, em sẽ định giá cho anh chị tham khảo thoải mái, tháng 2 tháng 3 tháng gì cũng được. Khi nào quyết bán alo em tới, em làm một cái rẹt mang xe về. Em luôn luôn thể hiện trên cái tinh thần là luôn luôn mình mua chuẩn giá nhất, đúng giá nhất, không ham rẻ, không ham lời để ép khách hàng đó, nên là em mua được nhiều xe đẹp và chính chủ là vậy đó. Chứ đến với em là ít có cái xe nào mà giá rẻ bất ngờ, mà xe gọi là cũng bất ngờ luôn. Bên em là luôn luôn giá và xe đi đồng hành với nhau, từ chất lượng từ giá cả. Bây giờ em đi tới xem cái xe Kia Forte 2010 anh chị, rất là đẹp, bản cửa nóc, số tự động, giá cũng rất là hợp lý. Nếu em mua được em để anh chị cũng rất là hợp lý, cực kỳ hợp lý. Đây là em lên huyện Chư Bả mua nha. Anh đây là làm ở công an huyện Chư Bả. Anh ít đi lắm, anh đi xe máy không à, từ nhà lên là gần nên đi xe máy, cuối tuần anh đi cà phê thôi. Anh xe rất là mới. Đây, đi tới ảnh trong hẻm nên là cũng dè lại, đi tới đi lui xe to quá hơi cực. Tính tới rồi kéo về luôn chị, tại vì đi xuất hành là thì đi luôn một tour cho nó tiện. Thì ngày hôm nay em mua được hai xe rồi, cái 10 thì mang về rồi, chuyển tiền rồi. Đây, tới ảnh rồi. Forte, biển số rất đẹp nè, đi ở Gia Lai đi, biển số đây 00006 màu vàng cát, rất đẹp mà giá hợp lý nha anh chị, giá không qua nổi 300 nha, dưới 300
Đó, dưới 300 SX bản full cửa nóc. Và anh chị yên tâm, cái đời đây thì Kia Trường Hải họ cũng nhập 3 cục ráp thôi chứ không phải nội địa hóa nhiều như bây giờ, nên anh chị không phải lo nha. Mẫu mẻ cũng đẹp theo năm tháng, không thấy mất mẫu nha, sang trọng. Đây bản full nha anh chị, bản full có đề star top luôn nha. Đây là bản full, đề top cửa nóc luôn. Đó, full option. Anh cũng đang muốn lên đời xe số sàn á, thì anh chị nào mà có Elantra số sàn thì để lại cho em nha, em chia sẻ lại cho anh. Còn anh chị nào mua gia đình đi số tự động mà tầm dưới 300 thì xe này nói thật anh chị vô địch, đi một thời gian chán khi sau này bán lại lời luôn. Đây giờ em vô thì anh đây là khách hàng cũ của em, cách đây 5 năm rồi, lên đời hoặc muốn bán gì cũng đều nhớ tới em hết đó. Anh chị cứ làm vì cái tâm bán lợi đi một xíu, mua xe đẹp, cố gắng mua xe đẹp thì sau này khách hàng không quên mình đâu, họ nhớ mình và cái lợi của mình sau này mới lớn nha anh chị. Giờ khách đâu mua đâu, cũng mua xe mới thì mua hãng, còn mua cũ thì chỉ có chờ em mua toàn chung thôi. Bây giờ sợ xe rớt giá nên là ảnh cứ bán trước đã, rồi thủ tiền đó, xong rồi ảnh nhờ em chỉ mua em thôi, mua em thôi, kiếm một Elantra số sàn đời nó cao hơn chút để anh lên đời. Với lại giờ ảnh mới học lái, thích đi số sàn, nghe nói vậy cho em không biết. Đây kỹ thuật em cũng kiểm tra rất kỹ nha, tuy là xe em bán ra hồi trước cách đây 5 năm rồi, xe đây hồi xưa em mua chính chủ em bán cũng cao lắm, hồi xưa em bán anh hình như là 400 mấy 500 á, con xe này nè cách đây 5 năm á, 400 mấy 500 triệu á. Anh đi lắm, anh về anh đi gần như là không bao nhiêu hết á, gần như là nguyên bản ngày xưa. Đây là mấy cái xe của em bán ra thì em không phải coi đâu, với những người khách hàng như vậy nữa, các anh em thì kiểm tra test sơ lại nữa thôi cho nó yên tâm thôi. Anh chị nhớ giúp giùm em nha, một lần nữa có mua bán gì cứ liên hệ giùm em mà 0979355679, kết bạn Zalo nha anh chị, gửi hình xe em định giá cho anh chị tối đa để anh chị tham khảo, và anh chị bán lúc nào là em mua lúc đó chứ không có như lọc sọc như những chỗ khác mà ép giá ép đồ. Nghiên cứu một chứ bây giờ anh bảo cho em mà không có xe anh bảo anh nhớ vậy thôi thì cố gắng ấy cho anh, chứ cứ để anh đợi mất anh xúc một đó toàn dạ không thôi. Anh đi anh gặp mà ai mà có xe anh cần em coi giùm, em coi giùm cho, nếu mà trong quá trình anh kiếm có thì em để cho anh, còn không có là anh kiếm có trước em á thì anh cứ chia sẻ, còn nếu mà anh không có thì thôi, trong thời gian sớm nhất tuần hay 2 tuần em cố gắng có thì em nghỉ. Cái là nếu mà bây giờ em điện á là vẫn có luôn nhưng mà của anh em bạn bè thì nhiều lúc cái xe chất lượng thì có nhưng mà cái giá sợ nhiều lúc bán cho anh xong rồi anh đi nó người ta là nói ủa sao mua toàn chung mà mua cao quá, thầy em chỉ trực tiếp anh đi mua. Đúng rồi, cho tại vì lợi nhuận của họ rồi lợi nhuận của em nó tổng lên nữa, nó cứ cái yên anh trai cái camera mà số sàn 25 26 anh trai, anh trai không yên trai em ok, anh trai là ok, hoặc là những cái dòng Civic, Civic tự động cao quá. Nếu mà không có yên anh trai là em thấy giải pháp hay nhất. Em nếu mà okay, không có yên anh trai mà ấy có thì camera ok thì anh chọn hai cái dòng đấy em này. 5 năm là anh đi là tính ra là ngon lành hết chứ. Anh đi ngon lành nhưng mà anh ít quá. Dạ. Anh làm từ đây đến huyện thì anh đi xe máy, còn lúc nào đi công tác thì anh đi ô tô đi. Nhiều người mua xe mà đi 5 năm là chúng cái xe mà chất lượng nó không tải, có mà tải hết. Đây cho anh đi 5 năm mà đi có 30.000 cây chứ mấy. Dạ. Mà anh đi hồi trước em bán may cho em bán cho anh là cũng cái chất lượng nó tốt nên là giờ đúng rồi, đúng rồi. Thế nên bây giờ anh mới liên hệ lại chỗ em. Dạ. Nếu mà không ấy thì sao mà liên hệ lại được. Đúng rồi, em là cứ nhiều người họ nói là em đi mua xe đẹp, đúng không? Em đi mua xe đẹp chắc chắn là bán cao và lợi nhuận ít. Đấy. Nhưng mà cái lợi nhuận sau này á, sau này mới có những cái khách. Anh em mình cứ dịp gặp lại nhau chứ không thì làm sao mà anh em mình làm ăn tiếp được. Dạ dạ. Thì vậy. Ấy rồi anh mới đặt xe em không có vấn đề gì từ lúc mua đến giờ. Thôi ảnh quen mà xe đây trước em bán ra mà khỏi coi gì đi. Không quen. Dạ. Em mua em kiếm chục chai hơn chục chai là em bán, em quay lên 299 luôn. Dạ. Dạ dạ, để em kiếm cho. Tưởng ai chứ. Em mới đi thu cái ren kìa. Dạ.
bây giờ mua thêm cái cứu hộ để phục vụ khách hàng luôn. Ờ, làm ăn hết tuyệt vời. Đi sâu vào cái sâu bán hàng à? Chất lượng sâu hơn. Đây, giờ bắt đầu tụi em đi về. Anh chị nào mà cần Karen, Forte, Y10, nói chung là vân vân, thì cứ giúp giùm em như này đó, số 0979325679, Zalo, nhắn tin, em sẽ kiểm soát và cùng các bạn tư vấn cho anh chị. Đây, Huyền Chư Bả, bắt đầu giờ tụi em đi về. Anh chị có xe bán, lên đời, đổi đời, trao đổi, hôm nay là tụi em có xe phục vụ là rất là chu đáo, tận tình nè. Đó, về tới cửa hàng rồi, cho xe xuống. Này, có xe này nó rất là tiện, giao xe phục vụ anh chị, chăm sóc sau bán hàng là tuyệt vời nha anh chị. Thật sự là tuyệt vời, và mình có thể hỗ trợ cho khách hàng cái giá cả vận chuyển nữa. Nhưng mà nghiệt cái là bên em đang vướng cái là tài xế chưa đi xe được, tại mới chích gông mũi à, mũi thứ hai chưa chích. Mà ở Gia Lai em thì kiểm soát cũng rất là chặt chẽ, nên là đi về bị cách ly, em đang tìm cái đường khác. Em mong muốn dịch bệnh nó qua đi nhanh để em toàn được tung tăng bay nhảy phục vụ anh chị tất cả các tỉnh thành. Rất là cảm ơn anh chị.